thẳm sâu nha anh em. Trời, hôm nay mù mưa nha anh em. Đây có mình nè. Làm mình sâu quấy à. Này em lấy ra thử nè. Này nhiễm rêu xanh nha. Đấy, em chưa rửa nha. Rửa ra mới đẹp nha anh em. Dương này là bao đẹp luôn. Rất đẹp nè, nhưng này nó nhiễm rêu quá đẹp luôn. Đây rêu xanh nè anh em. Thằng này xanh nha, chứ không phải là khói nha anh em. Anh em mình lấy thêm nữa cho anh em, mình quay thêm cho anh em chứ vừa cầm điện thoại mà vừa quay phim cho anh em xem á, nói chung khó khăn lắm. Nói chung phải như có một người nữa thì ngon. Mình vừa làm vừa quay anh em. Đa số là mấy cái chỗ nó hay xói xói xài xài như gì này là nó hay lộ thiên hay là tìm cách tìm đá, nói chung cũng vậy. Mình coi cái giò sống của nó này. Đấy, vậy là nó báo là có đá đó. Rồi anh em nào cảm thấy kênh mình hay thì cho ủng hộ cho mình để mình có động lực mình làm thêm video cho anh em xem chưa. Mình mới làm nói chung là có nhiều cái nó sơ sót. Ở đây mình quay thực tế luôn chứ không cắt ghép video gì hết nha anh em. Đây nó nằm dưới đây nè anh em. Đó, nó nằm dưới đây. Sâu lắm. Này cái dao của nó này. Này, cái dao nó dễ dắt vô nè. Đào vô đó là còn nha anh em. Còn nhiều. Thôi mình xin kết thúc video đi. Để mình làm xong mình chụp cả một hầm đá luôn cho anh em xem. Chứ cái này mình làm mình thực tế luôn. Mình không có cắt ghép gì hết nha. Đây thằng quá sớm vô làm được mớ rồi. Chung đá cũng được. Đây nắp nó này nè. Rồi mình xin dừng video nha anh em. Có gì sai sót anh em thông cảm nha. Rồi cảm ơn anh em.